Sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2024 trên đường cao tốc Jagorawi thuộc địa phận Sibubur, Jakarta Timur, Indonesia. Theo đoạn video được tài khoản Instagram đăng tải, một con bò đã thoát ra khỏi xe tải chở gia súc và thong dong đi lại trên đường. Các phương tiện di chuyển hướng từ Taman Mini đến Sibubur buộc phải giảm tốc độ và dừng lại phía sau con bò, tạo nên một hàng dài ùn tắc. Sau đó, cảnh sát giao thông và lực lượng quản lý đường cao tốc có mặt, sử dụng xe chuyên dụng để chặn các phương tiện từ phía sau, tránh va chạm đáng tiếc. Ông Sony Susmana, giám đốc đào tạo của Trung tâm Tư vấn An toàn Phòng vệ Indonesia, SDCI, cho biết việc vận chuyển gia súc bằng xe tải cần đảm bảo động vật được buộc chắc chắn, thoải mái và an toàn. Ông giải thích, gia súc thường rất dễ bị căng thẳng trong quá trình vận chuyển. Khi đó, chúng sẽ vùng vẫy và có thể nhảy khỏi thùng xe. Do đó, việc chở gia súc không được qua loa. Cần tính toán đến rủi ro nguy hiểm cho chính chúng và cho cả những người tham gia giao thông khác. Ông Sony cũng khuyến cáo những người xung quanh cần giữ khoảng cách an toàn với xe chở gia súc bởi vì hành vi của động vật trên đường là rất khó kiểm soát. Nếu chỉ dựa vào phản xạ, khả năng xử lý tình huống khi có sự cố là rất thấp. Việc giữ khoảng cách an toàn giúp người lái xe có thêm thời gian và không gian để phản ứng kịp thời. Ngoài ra, ông Sony cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định quãng đường vận chuyển, trọng lượng, kích thước gia súc và gia cố thùng xe bằng các thanh chắn bảo vệ nhằm hạn chế sự di chuyển của động vật.